Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, sáng ngày 14 tháng 7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, khu vực biển Đông phía Bắc Philippines đã xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới cường độ cấp 6 giật cấp 8. Dự báo tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Theo số liệu hiện tại, cơ quan khí tượng quốc gia dự báo, sau khi vào Biển Đông, xác suất 70% áp thấp nhiệt đới di chuyển lên phía Bắc và vào đất liền Nam Trung Quốc, xác suất 30% di chuyển về hướng Vịnh Bắc Bộ. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các bộ ngành liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới. Từ đó, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của diễn biến áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Thời điểm sáng nay, vùng nguy hiểm trong 24 giờ được xác định từ vĩ tuyến 17,5 đến vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118 trong 48 giờ tới, phía bắc vĩ tuyến 18, phía đông kinh tuyến 114. Vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Bên cạnh đó, các địa phương, bộ ngành cũng sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13 tháng 7, rãnh áp thấp nhiệt đới có trục ở khoảng 14 đến 17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực phía đông Philippines. Lúc 7 giờ sáng nay, vùng áp thấp ở khoảng 14,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc, 123,5 đến 124,5 độ Kinh Đông. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày và đêm 13 tháng 7 ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa và vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Ngày và đêm 13 tháng 7, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm biển huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Cảnh báo trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam trên các vùng biển phía Nam tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên giải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Chiều tối và đêm 13 tháng 7 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Từ chiều tối ngày 14 tháng 7 đến sáng 15 tháng 7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Ngày 13 tháng 7, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công văn gửi các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, gió mạnh trên biển và diễn biến vùng áp thấp, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, kiểm tra rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán người dân đảm bảo an toàn, có tình huống xảy ra, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa, lũ, gió mạnh trên biển. Ngày 11 tháng 7, bà Trần Thị Trúc, Phó trưởng Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến mùng 10 tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu như mưa, dông, lốc xoáy, sóng lớn trên khu vực Biển Đông. Dự báo có khoảng 2-3 cơn áp thấp nhiệt đới bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trong đó, khoảng ngày 15-20 tháng 7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên giải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới bão trên Biển Đông.
do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông, cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Và chúc cảnh báo về nắng nóng. Dự báo ngày 12 và 13 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 14 tháng 7, nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, từ ngày 15 tháng 7, nắng nóng giảm dần. Khoảng cuối tháng 7 sang đầu tháng 8, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Và Trúc thông tin về mưa. Bà Trúc cho biết hiện tượng mưa dông kèm lốc sét, mưa đá vẫn xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khoảng từ ngày 18 đến 25 tháng 7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong nửa đầu tháng 7, nhiều nơi thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa rất to, độ ẩm đất tăng cao nên cần đề phòng nguy cơ sạt lở, lũ quét trong những ngày dự báo có mưa thời gian tới ở khu vực nói trên. Bà Trúc cảnh báo, cũng theo bà Trúc, từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8, tổng lượng mưa tại một số nơi thuộc vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 5 đến 15%. Các nơi khác có tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 15 đến 30%, riêng tại Bắc Trung Bộ và Trung Bộ Trung Bộ có tổng lượng mưa cao hơn từ 30 đến 60% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đêm 13 tháng 7, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã gây ngập nhiều tại khu vực thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tại hầm chui Tân Phong, nước mưa tràn vào hầm dâng cao gần 1 mét. Tại trũng của hầm chui Tân Phong, nước ngập quá giải phân cách khiến nhiều ô tô xe máy bị chết máy. Mặc dù nước dâng cao, ùn ứ mạnh trong thời gian khá dài nhưng do nhiều người không biết nên vẫn đi xe vào hầm, dẫn đến bị té ngã, xe chết máy cần phải cầu cứu lực lượng cứu hộ. Tương tự, tại quốc lộ 1 đoạn qua bệnh viện Thống Nhất, tình trạng ngập cũng khá nặng. Mực nước dâng lên trên 70cm khiến người đi đường gặp khó khăn, nhiều phương tiện bị ùn ứ. Chiều 12 tháng 7, một cơn mưa lớn có cả mưa đá kéo dài trong nhiều giờ đã khiến một số khu vực tại địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị ngập nặng. Các khu vực bị ngập sâu gồm khu dân cư dọc hai bên suối Phan Đình Phùng thuộc phường 1 và phường 2, khu dân cư bên đường Trạm Trình thuộc phường 9, đường Hải Tượng qua đoạn suối Phan Đình Phùng, khu Sở Lăng thuộc phường 3. Nghiêm trọng nhất là khu Hàn Thuyên thuộc phường 5. Tại đây, hàng chục ngôi nhà tại khu vực này đã bị ngập sâu dưới nước. Ông Nguyễn Văn Tứ, trú tại đường Phan Đình Phùng cho biết, từ đầu năm đến nay, đường Phan Đình Phùng có 4 lần mưa lớn bị ngập, nhưng lần này ngập nặng nhất, có chỗ ngập cao hơn 1 mét. Nhiều người dân cũng cho hay, khoảng 13 giờ chiều ngày 12 tháng 7 còn có mưa đá, nhưng chỉ kéo dài khoảng 10 phút sau đó trời đổ mưa lớn, đến khoảng 14 giờ 30 thì tạnh. Một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Lâm Đồng thông tin, ngay sau khi có dấu hiệu ngập lụt, phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng xuống đường điều tiết giao thông và hỗ trợ người phương tiện lưu thông an toàn. Sở Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông xuống đường để hỗ trợ người dân vùng ngập sẵn sàng ứng phó khi xảy ra bất trắc do thiên tai. Theo quan trắc của trạm khí tượng thủy văn Đà Lạt, lượng mưa trong chiều ngày 12 tháng 7 khá lớn, đạt 88,2 mm. Lượng nước đổ về nhiều khiến hệ thống nước của Đà Lạt bị quá tải, dẫn tới tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngã đổ cây xanh trên địa bàn thành phố. Điểm tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.